Chào anh Tám. Đồ tốt. Có bị dùng trà gì không? Dạ có con nhỏ bám theo tụi em, nhưng mà tụi em cắt đuôi lại ca. Cô là ai mà rượt theo hai em tôi hoài vậy? Tôi là cảnh sát. Cô là cảnh sát? Tướng này mà làm cảnh sát. Coi thử cô làm gì tôi. Mặt dễ thương gì mà làm cảnh sát thì... Tao nghe. Chào thằng Dậu. Hai thằng đàn em của mày đang nằm trong tay tao. Mang tiền đến đây mà chuộc nó. Có phải thằng Dậu kêu tụi bay qua đây để cướp địa bàn của tao không? Chuyện này không liên quan đến anh Thắng. Tụi tao làm, tụi tao chịu. Cho! Tao
Cuối cùng thì mày cũng đã tới. Mày đối xử với đàn em của tao như vậy là hơi quá rồi Bảo Điên. Như vậy thì tao nhẹ tay lắm rồi. Mày có đem tiền đến không? Tiền thì tao không có, nhưng mà máu của tao thì rất nhiều. Được, mày muốn đánh nhau chứ gì? Chặt tay nó! Vô thẳng vấn đề đi. Em có chuyện muốn hợp tác với anh. Chú muốn hợp tác chuyện gì? Địa bàn của anh rất thuận lợi. Em có một số hàng lớn, muốn mượn địa điểm của anh để giao dịch. Kiếm được tiền, anh em mình chia. Được. Chừng nào chú chuyển hàng qua? Ngày mai hàng bọn em tới. Địa điểm cũ à?
Em muốn mượn nhà kho số 1 làm điểm giao dịch. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Ra ngoài một chút, anh tiếp tục theo dõi đi. Ok Ngọc. Mời anh Tư. Anh có thu thập được thông tin gì không? Tên mà nói chuyện với Từ Bạc nãy giờ á là Hùng Gà. Nó từ miền ngoài bới vào Nam. Chắc là nó muốn hợp tác làm ăn với Từ Bạc. Địa điểm mà Từ Bạc muốn giao dịch á thì tạm thời tôi chưa biết. Anh còn biết thêm thông tin gì nữa không? Bây giờ thì tôi chưa biết. Có thông tin gì tôi báo cô sau. Bây giờ tôi có việc rồi, tôi phải đi đây. Nếu biết được thông tin gì thì nhớ nói tôi biết nha. Được rồi, cô hãy chờ tin của tôi. Người dân gửi đơn lên kiến nghị. Trên địa bàn của chúng ta có nhiều thành phần phức tạp, có nhiều vụ án nghiêm trọng như là buôn ma túy đá, cá độ đá banh, tổ chức đánh bạc, bọn xã hội đen tranh giành địa bàn, gây rối trật tự công cộng, làm cho người dân lo sợ. Cô hãy nhanh chóng xử lý đi. Thưa sếp, tạm thời chúng ta không thể bứt dây động rừng, mà hãy tăng cường lực lượng âm thầm điều tra. Đợi các tổ đem thông tin về, đến lúc đó chúng ta sẽ tóm gọn hết tất cả bọn chúng. Thôi được rồi, tôi sẽ không tạo áp lực cho cô. Nhiệm vụ này tôi để cho cô điều tra, nhưng cô phải nhớ phối hợp cho chặt chẽ, không được phép có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu có chuyện gì tôi không gánh vác nổi đâu. Dạ rõ, thưa sếp. Được rồi, cô đi làm nhiệm vụ của mình đi. Số hàng đủ không? Anh an tâm, sao mà em dám có mặt anh được? Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tôi có việc về trước.
một số hàng muốn mở rộng địa bàn để tiêu thụ. Các anh thấy thế nào? Anh Tư à, không phải là chuyện gì anh nói, tôi cũng phải nghe theo anh. Anh thử nghĩ đi, tôi đi theo anh nhiều năm rồi mà tôi được cái gì chứ? Hôm nay á, khỉ đầu chó này muốn nói cho anh biết, cái ghế mà anh đang ngồi á, đến lượt tôi nè. Cái gì? Thả tao ra. Và hôm nay tao nói cho mày biết, muốn ngồi lên cái ghế của tao thì đi xuống dưới mà ngồi. Còn ai muốn ngồi trên cái ghế này nữa không? Địa bàn bên em đang thiếu hàng, anh Tư cứ mang qua mà tiêu thụ. Anh Tư đã quyết định như vậy thì cứ làm như vậy đi. Em không có ý kiến gì nữa hết. Tốt. Hai ngày nữa tôi sẽ cho người đem hàng qua cho các anh. Dọn dẹp chỗ này đi. Sếp gọi tôi về đây có chuyện gì không? Cậu Thắng à, cậu nằm vùng mấy tháng nay rồi mà không hoàn thành một nhiệm vụ nào hết. Tôi không biết cậu là giang hồ hay là cảnh sát đây nữa. Sao sếp lại nói như vậy? Muốn bắt con cá to thì phải cho tôi thời gian chứ. Bao nhiêu thời gian đối với anh chưa đủ hay sao? Vậy anh muốn bao nhiêu thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ chứ? Cô giỏi đi bắt nó đi. Ở đây không phải là để tranh luận. Tôi ra lệnh cho hai đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng. Hai đồng chí nghe rõ không? Dạ rõ. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép. Đó, sếp thấy chưa? Bản tính không bao giờ thay đổi. Cô không nghe người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chơi cờ rất hay. Theo ba, con nên đi nước nào cho ván cờ này? Ông chủ, có điện thoại. Dạ thưa ông chủ, số hàng của mình bị Hùng Ca cướp mất rồi. Bây giờ tính sao đây ông chủ? Bà, con người điên, nó đã nuốt chửng cột pháo của con. Bây giờ con tự quyết định vậy.
còn sẽ giết con ngựa điên này. Mới bị chết tối hôm qua. Theo pháp y cho biết, Hùng Gà bị chết là do cây dao đâm xuyên cổ. Và trinh sát đã thu thập thông tin ở hiện trường. Các đồng chí cho tôi biết, vụ án này do ai gây ra? Thưa sếp, theo tôi nghi ngờ, người gây ra vụ án này chính là Tư Bạc. Cô hãy nói rõ thêm, tại sao Tư Bạc lại giết Hùng Gà? Trước giờ Hùng Gà và Tư Bạc làm ăn chung với nhau. Chắc là trong chuyện làm ăn xảy ra chuyện gì đó, khiến Tư Bạc không hài lòng, nên đã đi thuê sát thủ đến giết Hùng Gà. Bây giờ mình chưa có chứng cứ rõ ràng, nên không bắt được Tư Bạc. Bây giờ tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô Ngọc. Theo dõi Tư Bạc 24/24. Tôi sẽ tăng cường lực lượng để hỗ trợ cho cô. Cô nghe rõ chưa? Dạ rõ thưa sếp. Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc.
Chào anh Tư. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Anh tới rồi à? Có nhiều nơi để hẹn. Tại sao anh hẹn tôi ra đây? Nơi an lạc. Tôi mong sự bình an giữa anh và tôi. Anh Tư à, thật sự vợ tôi đang bị bệnh rất nặng, cần một số tiền để chữa bệnh cho vợ tôi. Anh có thể... Tôi và anh như anh em trong một nhà. Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi. Anh an tâm đi. Tôi... muốn anh giúp tôi một chuyện. Anh muốn tôi giúp chuyện gì? Xong phi vụ này, tôi sẽ thu xếp cho anh đi ra nước ngoài và một số tiền đủ sống phần đời còn lại. Dạ được. Chuyện gì anh cứ nói đi. Bây giờ anh cứ về, tôi sẽ liên lạc lại. Dạ, cảm ơn Tư. Anh ở đây theo dõi Tư Bạc đi, còn tôi sẽ bám theo tên kia. Ok không? Tình nghi anh có liên quan đến một vụ án giết người. Sam đứng đây. Ủa, sao anh biết em ở đây? Trùng hợp thôi. Cảm ơn anh. Không có gì. Mà sao em buồn vậy hả? Em đang suy nghĩ là ngày hôm trước em đánh với một tên sát thủ. Không hiểu sao tên mặt nạ đó lao vào cứu hắn ta. Vậy tên mặt nạ đó là ai? Em thật sự không thể hiểu được ai là sát thủ gây ra vụ án hung gà. Bây giờ em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Trước mắt
hãy quan tâm sức khỏe của em đi. Nhưng mà có một điều rất lạ, tại sao tên sát thủ đó lại ẩn mình hay như vậy? Anh đã nói rồi, em đừng quan tâm chuyện này nữa. Mà sao em theo nghề này? Em rất ghét bọn tội phạm, em muốn bắt hết tất cả bọn chúng. Em rất là có chí khí. Vậy còn anh, ba mẹ anh có biết là anh theo nghề này không? Thôi, anh đã nói rồi, đừng nói chuyện nữa mà. Em xin lỗi. Em có người yêu chưa? Cảnh sát như em, đàn ông thấy là bỏ chạy, ai mà thèm yêu chứ. Nhưng mà cảnh sát yêu cảnh sát được mà. Anh có chuyện gì không? Anh hả? Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Mà là ngày gì? Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Anh bận rồi. Có gì anh gọi cho em sau nha. Vậy nha, bye. Anh, nhưng mà... Thôi, ăn đi em. Anh có việc hả? Không. Không có gì, em ăn đi. Nè, nè. Anh ăn đi. Ăn đi mà, anh hút cho. Như vậy con ngoan không? Ăn nữa nha. Ăn đi. Cảm ơn anh ăn. Thôi đi, ăn em còn chút nữa em ăn. Đồ ăn ở đây cũng ngon thật đó. Mình uống đi anh. Thôi, uống đi. Em làm gì ở đây vậy? Anh có biết là đêm hôm qua em đã chờ anh cả đêm, tại sao anh lại không tới? Tối hôm qua anh nói rồi, anh bận công việc mà. Công việc, sao anh lúc nào cũng đổ lỗi cho công việc hết vậy? Hay là anh đã có người con gái khác rồi? Em đừng có lớn tiếng như vậy, qua đây. Em à, em nghe anh nói nè, đây là nơi làm việc của anh. Em lớn tiếng như vậy, mọi người nghe thấy thì sao? Hả? Em nghe anh nói đi có được không? Từ xưa tới giờ, anh chỉ xem em là bạn thôi. Anh nói cái gì? Từ trước đến giờ, anh chỉ coi tôi là bạn thôi hả? Phải.
Nếu chị coi tôi là bạn thì anh làm chuyện đó với tôi để làm gì? Anh nói đi, anh làm chuyện đó với tôi để làm gì? Anh trả lời đi. Ngốc. Ngốc. Anh nói đi, có phải là vì cô ta, vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy không? Có phải không? Phải vì cô ta. Anh nói đi, anh nói đi, anh nói đi. Ngọc à, có lẽ mày đi quá xa rồi. Mày chỉ là kẻ bên lề của anh ta thôi. Đừng lầm tưởng anh ta yêu mày nữa. Alo, anh Tư hả? Thân phận tôi bị bại lộ rồi. Tôi cần một số tiền để rời khỏi Việt Nam. Được, cậu cho tôi địa điểm, tôi sẽ cho người đem tới. Và hãy nhớ, mau chóng rời khỏi Việt Nam. Tôi biết rồi.
Cậu Thắng, hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết một sự thật. Sự thật gì? Ông nói đi. Tư Bạc là người giết cha của cậu. Ông nói cái gì? Anh Tư, mày tiện đi đâu? Em đâu có đi đâu đâu. Tại sao mày phản tao? Anh Tư, anh nói gì em không hiểu. Món đồ của tao đâu? Dạ. Món đồ gì? Em đâu có biết đâu. Mày giấu cái gì phía sau vậy? Tao nói với mày một lần cuối, mày có đưa món đồ đó ra hay không? Dạ. Anh Tư, anh tha lỗi cho em đi. Mày là thằng theo tao nhiều năm, mày rất hiểu tính tao mà. Những đứa mà phản tao á thì không có một kết cục tốt đâu. Anh Tư, anh tha cho em đi. Anh ơi, tại sao mấy người lại giết chồng tôi? Dừng tay! Con, kể từ bây giờ con sẽ là con của ta. Tại sao ông ta giết cha tôi? Tại sao ông ta giết cha tôi? Tại sao? Nói đi. Tại sao vậy? Tại sao ông ta giết cha tôi? Tại sao? Biết được sự thật này, mày đúng một thằng vô dụng. Người giết chết chính ba mẹ ruột của mình, chính là ba của mình bây giờ. Mày đúng một thằng vô dụng. Tôi có làm gì sai mà ông trời đối xử với tôi như vậy hả? Ông có mặt không? À,
Mày đúng là thằng vô dụng. Mày là thằng vô dụng. Tại sao lại là ông? Tại sao lại là ông? Anh Thắng, anh làm gì anh uống say mềm vậy? Ngọc à, anh có phải là con người không? Anh nói cái gì mà kỳ vậy? Thôi, để em đưa anh vào nhà. Anh làm cái gì mà nhậu sai dữ vậy? Ngọc à, Ngọc à, bây giờ anh mất hết tất cả rồi. Em biết anh phải làm sao đây? Tại sao ông trở lại xin anh ra? Nếu bây giờ anh phải đau khổ như thế này, anh bình tĩnh lại đi. Sao hôm nay anh lại nói những lời này chứ? Bây giờ anh không còn người thân nào hết, chỉ có em là người thân duy nhất của anh thôi. Anh có chuyện gì vậy? Anh nói cho em biết đi. Bây giờ anh còn không tin là tất cả chỉ nói là sự thật. Anh chỉ muốn một điều, đó là anh yêu em. Chuyện này tính sao đi? Đi nữa. Ba hãy chỉ cho con biết con nên đi đường nào hay nhất đi ba. Tại sao ba lại im lặng? Ba hãy nói gì đi chứ. Chào ông. Thưa ba, con mới về. Sao hôm nay rảnh rỗi mà tới thăm ba vậy? Dạ, tại vì ba, con có chuyện muốn nói với ba.
Anh điều tra có thông tin gì không? Tôi đã có đầy đủ thông tin chứng cứ phạm tội của Tư Bạc. Tất cả đường dây buôn bán ma túy là do Tư Bạc cầm đầu. Hắn đã chia ra các địa bàn để tiêu thụ. Còn vụ án mạng của khỉ đầu chó, hùng gà và tên sát thủ là do một tay của Tư Bạc giết người diệt khẩu. Cô Ngọc, cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Suy đoán của tôi trùng khớp với tất cả thông tin của anh. Anh làm tốt lắm. Bây giờ tôi phải về trụ sở trước, báo cáo với cấp trên, phát lệnh bắt khẩn cấp tên Tư Bạc. Anh cứ tiếp tục theo dõi Tư Bạc. Nếu có thông tin gì, báo cáo cho tôi biết. Ok, tôi biết xử lý thế nào rồi. Anh nhớ phải hết sức cẩn thận. Bây giờ tôi phải đi trước đây. Ba, hôm trước con đi xem bói cho ba. Thầy bói nói hôm nay là ngày tốt của ba. Công việc của ba rất là thuận lợi. Ồ vậy, con mà cũng tin bói toán nữa sao? Đôi lúc cũng phải tin chứ ba. Thầy bói nói hôm nay là ngày vinh quang của ba. Thật vậy sao? Dạ, con đã thu xếp hết công việc cho ba rồi. Ba cứ việc yên tâm mà làm. Hôm nay con sẽ cùng ba đi giao dịch. Ba thấy là con ở chỗ đó với ba không? Hôm nay bà có giao dịch với chú Bình, con có muốn đi thì đi với ba. Dạ được, con sẽ đi với ba. We'll be right back.
Chiến hàng đợt này hơi bị ít. Bên em cần số lượng nhiều hơn. Ok. Chuyến hàng sau tôi sẽ giao đủ cho chú. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vậy mới đúng là con của ba. Thắng, con có biết con đang chịu súng vào ai không? Ta là ba của con. Ba tôi chết rồi. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Tại sao giết ba mẹ của tôi? Tại sao? Ông nói đi. Yeah.
hỗ trợ con không? Nếu sau này anh không làm cảnh sát,
anh sẽ làm cái gì? Để anh suy nghĩ coi sẽ làm gì ta. Anh sẽ làm cho những đứa con của em. Hả? Sao? Được không? Ai mà thèm lấy anh chứ. Nếu vậy thì thôi. Quên đi mọi người, người mà em đã từng rất yêu.